Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft nha. Trong thời gian 2 tập thì mình đã dời mấy cái rương ra ngoài nè để dễ sử dụng, cũng như là phát hiện được một căn hầm bí mật ở phía dưới. Và sau khi xuống cái cầu thang này, đó chính là một cái chỗ enchant các bạn ơi. Và trong rương nó còn có một ít cái khoáng sản cũng như là áo giáp nè. Mình sẽ để tạm nó ở đây đi. Và ở phía bên đây hình như là cái nhà giam hay sao á. Mình nghe tiếng anh nhân làng hôm bữa. Nè anh nhân làng nè, thảo nào hôm qua mình nghe tiếng anh nhân làng. Và trong đây nó có một cái revolver và cái đầu con skeleton. Để coi anh nhân làng này trao đổi cái gì nhá. Anh này là anh nhân làng đổi cái mũi tên. Tạm thời thì mình sẽ để anh dưới này đi, cũng như là tắp đuốc lên, tránh trường hợp quái xuất hiện ở dưới này ăn hiếp anh nhân làng nhá. Và cái này thì nó cũng dẫn tới cái căn cứ của mình à, cho nên chắc mình không cần phải đọc cái đường này đâu, mà cứ trèo theo đường cầu thang này. Và trong đây nó có bàn enchant để mình coi. Nhưng mà enchant không cần lưu lý luôn. Ô xịn á. Wow. Ui, enchant một phát mất hết 30 level luôn hả? Rồi mình bị vũ rồi. Enchant được cái rìu thôi à, mà mất hết level rồi, nhưng mà khá là tốt á. Nó cho độ mềm mại, hại đồ chăn đốt có hiệu suất luôn. Ủa, cái này vừa có thể tấn công cũng như là vừa có thể chặt gỗ rất là nhanh luôn á các bạn. Giờ mình sẽ thử chặt cái này coi. Nó đập một phát một mất tiêu luôn. cũng được. Thôi kệ đi, giờ thì mình sẽ bắt đầu cho chuyến khám phá ngày hôm nay thôi. Mình sẽ di chuyển qua cái khu vực bờ biển nè. Đó, gặp lại mấy em gái ở đây, cũng như là mình có thể tặng hoa nữa. Để bây giờ mình sẽ tìm một ít bông hoa xung quanh đây nha. Và việc hái hoa thì chắc mình sẽ biến thành con bướm đi, để dễ đi hái hoa. Rồi, giờ tìm con bướm nữa nào. Và đằng kia hình như có con rồng biển nữa kìa. Cái con mà hôm qua mình triệu hồi xong rồi đánh mình luôn á. Một xíu mình sẽ quay trở lại và tiêu diệt hắn. Tại vì giờ thì mình đã có một set đồ emerald mới rồi. Hoa khu vực này khó tìm vậy ta. Hôm trước mình thấy một đống hoa luôn mà. Ui, ở đây có nàng tiên nè. Đây có nàng tiên luôn. Ui, nàng tiên tóc vàng. Wow, để đó đi. Giờ thì mình sẽ tập trung vào việc tìm hoa trước cái đã, để mình có thể tặng cho mấy bạn gái ấy, để mấy bạn gái đi theo mình nha. Rồi, tặng hoa. Ui, hình như biến thành người thì mới chịu á, bướm thì chắc không chịu đâu. Nè, ý mình cầm hoa thôi đã đi theo mình rồi nè. Rồi. Ui, ít hoa quá không chịu rồi. Một xíu nữa thì mình sẽ tìm thêm nhiều hoa rồi lại. Đây tặng mấy nàng này nhá. Còn giờ thì mình sẽ biến thành con bướm để đi tìm một vùng đất mới thôi. Vùng đất này mình đã khám phá được một ít rồi đó. Và khi dạng bướm thì mình sẽ bị mất máu khi mà xuống nước ấy, nên phải cẩn thận mới được. Phía bên này vẫn là... Ui, một khu rừng gỗ sò sẫm à. Mấy cái khu rừng này thì không có nhiều cái công trình để mình có thể khám phá ấy, nên mình phải nhanh chóng đi xa khỏi cái khu vực này. Và trên đây có mấy cái quả cầu tròn tròn này, chắc giờ mình sẽ chui vô trong khám phá coi. Cái này là hình như quả cầu clay thì phải, đất sét á. Đúng. Ui, cái gì á? Ui, mình bị nghiêng rồi đúng không ta? Ui, cái này giống như trái đất vậy á. Để mình thử mình biết người coi mình chui vô trong coi có gì ăn trọng nha. Ui, giật hết cho mình luôn, tự nhiên bị nghiêng người à. Rồi, xuống dưới coi. Không biết dưới có gì ta. Hay là cái này là nguyên một khối đặc. Hy vọng là đừng có đặc chứ, đặc vậy thì ở bên trong không có gì đâu. Ui, nó có cái gì kìa. Chưa, để mình lấy xô nước mình xuống dưới thử coi. Ủa, cái này có quặng gì mà chớp chớp ghê vậy hả? Để mình đào thử. Ô, mấy quặng gì đã lắm. Outer Star Core, cái này dùng để chế tạo máy móc gì á. Không biết thôi, trả lại đi. Nhưng mà trong này nó có khoáng sản nữa nè. Còn có kim cương không? Ui, có khói vàng kìa. Ui, nhiều khói lắm. Đây, mình sẽ nhảy xuống đây để lấy mấy cái khói trước nha. Rồi, xuống luôn. Nhảy xuống nè. Ui. Ui, chết. Ui, sao vậy ta? Ui, chết rồi, mình bị xe mộng mộng rồi. Ui, biến thành bướm, trong mặt quá. Ui, đang ở đâu đây nè. Ui, chết rồi. đây, đừng ra đây. Cố lên, giờ thì mình sẽ biến thành người là một cái đã.
bị mắc kẹt, rồi. Ây da, rồi xong rồi sao ra đây? Ôi được rồi, giờ biến thành con bướm chạy ra thôi. Ui vô đây là mình bị xem mộng mộng luôn á. Kiểu như nó có một cái lực gì đó khiến mình có thể xây xung quanh cái quả cầu này. Ui ghê quá, rồi đừng lên, đây. Thôi 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 thôi, chạy thôi, càng xa chỗ này càng tốt các ông ơi. Nó nó. Ui chết rồi, ui được rồi, tưởng đâu bị kẹt ở trên trỏng luôn chứ. Đừng như vậy. Rồi còn bên đây là khu vực gì đây? Sao có mấy cục bedrock đây ta? Hình như đây là nhà của bà phù thủy á. Ừ đúng rồi, đây là nhà của bà phù thủy hay sao á. Ừ. Và đây là một cái tòa tháp nữa nè. Wow, không biết mình có nên chui vô trong không ta. Nhưng mà trước khi đi thì mình sẽ khám phá xung quanh một xíu rồi mới chui vô trong nha các bạn. Đi được một lúc thì mình gặp được một cái lucky block này các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ biến thành người là một cái đi. Rồi, sau đó đọc cái lucky block này thôi. Ô quên quên quên, cái này có độ mềm mại, đập cái nó ra cái luôn à. Và nó rơi ra cái set đồ gì nè, Tiger, đồ cọp hả? Ui mày mặc đồ cọp nè. Wow, được luôn, đồ Emerald kết hợp với đồ cọp. Không biết nó có tốt không nữa, nhưng mà mình sẽ thử mặc coi. Và mình nghe tiếng. Ủa, mấy cái con này là có mấy cưa hay sao á, cưa gãy cây rồi nè. Ủa hay vậy? Phải không ta? Phải con này cưa không? Chứ ở đây chỉ có con này thôi á. Ồ, và phía trước mặt mình có cái công trình gì nữa kìa. Nhìn rất là lạ luôn. Ui cái, cái đó là người mực à. Ở dưới còn có cái quặng gì kìa, để mình xuống dưới mình đào cái quặng đó thử coi. Và trên kia có người mực nữa. Snow Golem Pet. Ui cái này mình có pet luôn nè. Wow, cho mình khả năng knock bách với cho snowball hả? Cái này đặt xuống hay sao ta? Chắc cái này, ui ship bet nữa nè, bet cool. cho mình khả năng rơi chậm. Wow tốt ngang, còn đây là mấy cái quặng gì màu hồng hồng đẹp vậy? À, cái này là endomium. Và đây là hết rồi. Và trên kia có cái người mực kìa, mình rất là tò mò luôn. Để bây giờ mình bay lên trển coi người mực này là như thế nào nhá. Không biết có đánh mình không ta? Ui người mực này không có đánh mình. Và coi coi cái rương này có gì không. Ồ biến dạng này thì không cho mở rương. Cái này thì có tiền thôi, 100 đô nè, 50 đô nè, 500 nè, 500 nữa nè. Wow quá trời luôn. Cái này giống như là cái chế độ sky block vậy đó các bạn. Rồi giờ thì mình sẽ biến thành bướm và tiếp tục đi khám phá trước khi đánh chiếm cái tòa tháp hồi nãy nhá. Ồ lại một cái lucky block nữa nè. Rồi giờ đập lưng coi lucky block này biết cho gì đây. Hy vọng là cho một thanh kiếm. Cho cái cây gì đấy? The King. Ủa cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên mình chết queo rồi? Ui chết, con rồng. Ấy cha, mới vào gặp rồng rồi. Ui rồng ba đầu luôn. Thôi 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 thôi, đừng 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 đừng. Ôi chết rồi, mình lỡ triệu hồi ra con rồng rồi, chắc cũng phá nát thế giới mình quá. Rồi giờ thì mình sẽ cho nó tiêu diệt đi rồi về nhà thôi. Hy vọng mình sẽ không lại đằng khu vực này nữa, để cho nó đừng có kiểu như là lót chân ra các bạn ơi. Ui hình như nó vẫn lót chân ra. Giờ mình phải tìm cách làm một cái kỳ cung thôi. Trong đây có những kỳ cung nhưng mà mình chưa có đủ cái vật liệu để có thể chế tạo được. Hy vọng là nó đừng có tìm tới khu vực này nhá. Đây 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 bà phù thủy nè. Rồi lại chào bà phù thủy cái. Ui ai quánh vậy, à đằng kia kìa. Ui con nhện ngoài hành tinh à. Ui chết rồi, mình gặp nhện ngoài hành tinh rồi. Ui nó chưa hồi ra mấy con Reaper nữa kìa. Ui ui ui. Ui nhện ngoài hành tinh. Nhện ngoài hành tinh nè, nhện ngoài hành tinh hả? Rồi và rơi ra cái gì đây? Rơi ra một cái chìa khóa. Ấy da. Ấy bà phù thủy này giống quánh mình.
Ủa sao Huy cười nữa hả? Cái con này là con Dark Mark các bạn ơi. Mình biến thành người mình quất vào này luôn. Rồi, bào hủy. Bào hủy giống quýnh mình hả? À. Giống quýnh mình. Không ra mình không giống quýnh. Giờ quýnh mình hả? Ui, Ender hole. Cái này là cái hố hố Ender các bạn ơi. Nó hút mình vô trong nè. Hút vô trong để nổ. Hút vô trong nè. Rồi lại đây, lại đây. Lại đây. Ui, không được để nó hút vô. Không được để nó hút vô. Ui, chết rồi, chết rồi. Cái này mình không thể đánh vỡ được. Thôi, 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 thôi. Với cái đà này thì mình sẽ chết mất. Ui, bây giờ xung quanh mình có cái luồng khí bóng tối gì kìa. Chắc là tại do bầu vụ thể hồi nãy ám á. À đó mạnh thiệt. Tạo ra mấy cái hố Ender luôn. Hút mình vô và phát nổ ấy. Ồ, may á, may á. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá thôi. Và hướng bên phải bản đồ thì không nên đi nữa. Giờ chắc mình sẽ đi thẳng về phía trước đi. Mình cần phải biến thành con bướm tiếp. Mình vẫn chưa gặp được những cái con quái vật bay nào khác hết các bạn ơi. Nên tạm thời thì mình sẽ sử dụng con bướm thôi. Ui, cái cây xương rồng biết đi. Ồ, lần đầu mình thấy cây xương rồng biết đi luôn á. Ui, ra tiền kìa. Ở đâu đánh vậy, ở đâu đánh vậy? Ồ, ai đánh mình nữa, ai tàng hình đánh mình nữa. Và trong đây là một cái công trình như thế này. Tính ra cái... Ui, giật mình. Ồ, có mấy con bò cạp. Ui, may quá, mình mà đặt chân xuống là thế nào cũng bị chích hả. Rồi giờ thì đi tiếp về hướng bên đây coi. Ở đây có nhiều mấy cái chỗ. Tòa thành gì đấy, tòa thành gì đấy. À không, tòa thành giống hồi nãy thôi. Ủa sao mấy này lại bắn nhau. Rồi anh này chết queo rồi. Ôi, ủa ai đang tàng hình để đánh mình nữa ta. Giờ mình ít máu quá, mình đáo xuống là nó giết mình á. Thôi kệ, mặc kệ tên đó đi, mình sẽ đi tiếp. Ồ, đi một lúc thì mình tìm được một lúc hai cái tòa thành luôn nè các bạn ơi. Đánh cái nào trước ta? Cái nào mình cũng thấy có thể cho mình độ tốt hết á. Nhưng mà giờ thì chắc mình sẽ đặt điểm ở đây đi. Thì mình sẽ đáp gần gần ở đây nè. Rồi sau đó đặt điểm, về nhà dọn dẹp đồ trước cái đã. Chứ giờ chật chội quá thì làm sao mà đi khám phá được. Hẹn gặp lại các bạn khi mà mình dọn dẹp đồ xong nhá. Mình không hiểu lý do tại sao mà khi mình tiến gần lại cái tòa thành này á thì mình sẽ bị drop FPS rất là kinh khủng luôn. Đó, thế nên bây giờ thì mình sẽ tránh ra cái tòa thành này ra một xíu. Nhưng mà ở xung quanh tòa thành đó còn có một loại bò rất là hiếm luôn các bạn ơi. Bò vàng, nó mấy cái bò vàng đó. Hình như khi mà mình tiêu diệt nó thì nó sẽ rơi ra táo vàng cho mình. Cái đó thì mình sẽ tìm cách để dẫn về nhà và gây dựng một đàn bò thật là to nhá. Còn giờ thì mình sẽ tiến sâu vào cái tòa thành này. Mấy cái tên zombie ở trên đang rất là ngứa mình luôn rồi kìa. Để mình vô mình massage cho nó nhá. Rồi trước khi vào thì ăn một miếng thịt vào trước nè. Rồi no bụng rồi, tắp đuốc lên và tiếp tục chiến đấu thôi. Ở đây thì mấy tên này còn... Ây da, đánh lén là không tốt biết không. Ở đây thì mấy tên này đang tập tành nấu thuốc hay sao ấy. Có quá trời mấy cái vàng ba thuốc nè. Úi, con gì kêu giống con vịt vậy? Lần đầu tiên mình nghe thấy cái con chim mà nghe tiếng kêu rất giống con vịt các bạn ơi. Đây có giường nè và có một vài cái banner. Ủa, úi, khiên gì nè. Dám quánh mình hả? Được một cái khiên. Để mình coi coi mình có thể cho vào bên đây không ta. Không được, thôi, mình dùng song kiếm sẽ tốt hơn thay vì dùng khiên. Mình sẽ tiêu diệt hết, không cần dùng khiên luôn. Rồi, đặt nào. Đó, mấy cái tên kia. Uống máu mà không hồi máu không kịp với mình luôn á. Ủa, đó, tên kia uống máu mà cũng đâu hồi máu kịp với cây kiếm lửa mình đâu. Đó, thế nên mình nhặt cây kiếm kim cương này quả là không sai mà. Còn giờ thì tiếp tục khám phá thôi. À, ở đây có rương nè. Ủa, đúng rồi, có cái rương. Để coi cái rương này có gì nhá. Đằng kia còn hai cái nữa kìa. Ủa, cái này đồ ăn không hả? Mà cũng được á, tại vì giờ mình cũng đang khan hiếm thức ăn. Sẽ lấy thịt là chủ yếu thôi với bánh mì. Còn mấy cái này thì chắc sẽ không lấy đâu. Thịt còn sống hả? Thôi, ăn thịt sống đau bụng á. Có thịt chả chín nè. Ui, sao treo đây vậy, hay vậy? Treo lên mình lụm luôn, lụm có mấy tên zombie ăn luôn các bạn ơi. Rồi. Ui, tầng 2 nó tràn xuống rồi. Mình phải đánh nhanh mới được, không thôi mấy tầng 2 nó xuống á, rồi nó quấn mình tiếp rồi sao. Rồi, tiêu diệt nó chỗ này. Và nhặt cái rương ở trên đó luôn.
nước làm gì tràn dữ không biết nữa. Rồi chém như vậy nè mới mà tôi diệt được. Tên này mặc giáp kim cương khỏe quá. Và mình cần phải đập cái khói phía trên đầu trước cái đã. Đập cái khói kia ra. Cố lên, cố lên, cố lên. Ở dưới nước nó hơi bồng bềnh đấy nên đập khá là lâu. Mà không sao, cuối cùng mình cũng đập xong rồi. Và nó cho mình cá vàng. Cái này làm gì? Ui ui. Ui chưa lấy đồ mà. Để mình lấy đồ cái đã. Rồi coi coi cái ủa. Ui trèo lên, trèo lên. Nước nước nó trôi mình mất tiêu rồi. Đây. Cái này là làm gì ta? Ui làm kiếm hả? Poison sword. Cái này dùng để làm kiếm độc. Và mấy cái con cá nè. Một cây gậy nữa thôi mà không lấy đâu. Rồi giờ thì mình sẽ đi lên tầng 2 thôi nào. Tầng dưới có vẻ hết rồi đó. Tầng kia còn cái spawner thôi. Và ồ đang ngồi hả? Đang ngồi hả? Ngồi. Ui ui chưa chưa chưa. Ui ui. Ui tên này ngồi ngủ hay sao á? Ngồi ngồi ngủ nè. Quýnh cho không kịp trở tay luôn. Rồi khi mà mình đánh được một tên á thì đồng bọn khoáng sẽ kéo lại và đánh mình. Là lúc này thì mình sẽ dùng cái song kiếm này để tiêu diệt hết. Đó, cái đám này đâu có nhầm nhò gì với mình đâu. Rồi thắp cây đuốc lên nè. Chiến tiếp thôi. Cố lên mấy tên giáp vàng á. Nhào vô là mình chém một phát là chết luôn. Giáp vàng nè. Uống thuốc hả? Ồ hình như tầng 2 là thư viện của bọn chúng hay sao ấy. Thấy quá trời sách luôn á. Ui ui. Ui chạy kìa. Mình hắn. À thì ra chạy để đi uống thuốc. Ui chiến chiến đấu vậy mà cũng cũng đòi chiến đấu với mình nữa. Phải ha, chơi khô máu mới được. Rồi. À đằng kia có tên Skeleton kìa. Ui Zumba nhí. Rồi lại đây nè anh bạn. Lại đây nè anh bạn trẻ. Lại đây nào. Rồi. Ui. Ui ui. Ui con Skeleton bắn ra một vụ nổ luôn. Ui lần đầu mình gặp con Skeleton loại vậy á. Lại đây quấn mình hả gì? Creeper đi ra chỗ khác. Creeper nổ cái là banh chỗ này liền á. Ui còn treo trứng nữa nè mấy tên này. Có sở thích lạ thiệt luôn. Một cây kiếm 6 sức tấn công. Thôi không lấy. Lấy cụm kim cương nè. Rồi. Ở đây là khu vực ăn uống hay sao. Có bàn các kiểu nè. Ui ở bên ngoài có ai kìa. Ui đi 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 bạn ơi. Bạn gái ơi đi ra ngoài đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Ui mình chiến đấu của bạn gái lợi coi như sao nè. Hai bạn gái luôn. Mình phải chiến đấu giết mới được. Ở đây có hai bạn gái lại rồi kìa. Một cây. Ui cái này 200 rear dam luôn. Có nên dùng cây này không ta? Cái này cho mình thêm tốc độ nè. Ok chắc mình sẽ thay cái cây kiếm này bằng cây này đi. Để cho nó tăng tốc độ mình lên coi được đúng không ta? Ủa mình có chạy nhanh hơn không? Ui sao chui vô đây hay vậy? Ui vô đây thì mặc đồ vô đi. Ở đây nhiều zombie lắm đó. Ồ được được được. Giờ mình sẽ chiến đấu hết mình vì hai bạn gái này nhá. Rồi lên trên tầng 2 và chiến. Ui chơi chơi kỳ vậy chơi chặn đường rồi. Vậy đâu có được. Ừ, chắc mình sẽ đổi kiếm thôi. Kiếm mình kiếm nhỏ thì mình thấy không ổn. Đánh lén hả? Đánh lén nè. Ui mà cái kiếm này đánh đã lắm luôn á. Nó nhỏ nhỏ nè nhưng mà đánh vui cực các bạn ơi. Được, để mình sẽ thử chiến đấu một mà quay bằng cái kiếm nhỏ này. Ui, to, quýnh bằng cái kiếm nhỏ này có nước lên đường luôn á. Xong kiếm xuất hiện, ten ten. Và chiến đấu tiếp thôi. Ồ, lại đấy. Ui, ui, không được, không được. Tên này lùi để uống máu. Uống máu hả, đâu có được. Giờ mình gặp tên nào lùi là mình sẽ tiêu diệt liền. Thánh tên đó hồi máu lại rồi quánh mình tiếp ấy. Rồi, tiêu diệt được một tầng nữa rồi đó. Bên đây còn ai không? Có vẻ khu vực này cũng gần clear rồi. À giờ thì trèo lên chỗ cao nhất rồi nào. Giờ trời cũng đang tối nữa. Mình không có mang theo cái giường. À mình cũng có thể ngủ nhờ chỗ của mấy tên này nè. Được á được á. Ủa mình hư cái gì ta? Ủa xong mình nghe tiếng bể giáp nha. Hình như mình quýnh nó bể giáp rồi. Rồi lại đây. Lại đây. Lại đây. Càng đông càng vui. Rồi. Rồi ổn áp ổn áp. Giờ thì mình sẽ tìm một cái giường để ngủ thôi. Ủa tầng này mấy tên này không có đặt giường ngủ à. Mấy tầng dưới mình thấy nhiều giường ngủ lắm mà ta. Sao tầng này không thấy cái nào vậy? Ok lại thiệt á. Chán tầng này là cái tầng để canh gác hả? Nên mấy tên này không có đặt giường ngủ. Tránh việc mấy tên lính đang canh gác mà ngủ ấy. Rồi thắp cây đuốc lên. Và chiến đấu tiếp thôi. Ui ui. Lại đây làm gì? Ui ui thuốc. Hồi máu hả? Rồi. Ui. Đâu mà rơi xuống hoài vậy?
Rồi ngủ một cái nè. Ồ vậy là cái anh Enderman trước mặt mình đó là Enderman hiền các bạn ơi, vẫn cho mình ngủ bình thường ấy. Chứ gặp mấy cái con Enderman ác là nó không cho mình ngủ đâu. Ui tầng này vẫn còn nè. Ồ tính ra cái chỗ này rộng lắm. Không biết mấy bạn gái đâu ta. Không biết mấy bạn gái còn ở đây không nữa. Ui ui có khi nào mấy cái tên zombie tiêu diệt mấy bạn gái không ơi? Cũng có thể lắm á. Nhận được cái gì nữa nè? Vẫn chưa biết, vẫn chưa biết. Ôi mấy bé của mình nó bị đói hết trơn rồi, không biết sao cho nó ăn nữa. Ủa mấy bạn gái đi đâu rồi? Ủa? Ủa đi đâu mất tiêu rồi? Bên đây cũng không có mà bên kia cũng không có luôn. Rồi có khi nào mấy tên zombie kia ăn thịt mấy bạn gái không ta? Ui đánh lén, đánh lén, đánh lén nè. Ôi ui ui nó đánh lén mình phát rớt tự chọn xuống đây luôn rồi. Ui vậy là mấy tên zombie tiêu diệt mấy bạn gái rồi. Ở đây là con gì nè? Ủa con này giống con sóc vậy. Chipmunk. Con ui ui ra đây làm gì, đi ra chỗ khác. Vậy là cái tòa tháp này chỉ được cái là nhiều quái thôi hả, chứ không có đồ xịn các bạn ơi, được mấy đồ linh tinh tinh thôi. Giờ thì mình cần tìm mấy bạn gái trước cái đã. Ủa đâu rồi ta? Ui chắc mấy bạn gái bị mấy con zombie ăn thịt rồi. Ui mình không có cẩn thận thế nào tớ, phải đáng ra phải vừa đánh vừa trông mấy bạn gái chứ, để không thôi xảy ra mấy chuyện như vậy thì không may đâu. Còn cái khu vực bên đây mình rất muốn đi vào để chiến đấu luôn, nhưng mà vào trong là bị giật lag các bạn ơi, nó bị drop FPS ấy, nên mình không thể nào đặt chân vào bên trong được. Và ở đây có một cái gì nè. Ủa này cái gì đã vậy? Có một cái gì đó bị rớt xuống cái cầu thang thôi. Ui, bị kẹt rồi, bị kẹt rồi. Ui chết rồi, chết rồi, bị kẹt, bị kẹt. May quá vẫn có thể đi ra. Tưởng đâu à, tưởng đâu bị kẹt ở dưới không chứ. Ui cái gì á? Ồ tưởng đâu ranh giới của thế giới chứ. Wow cái này là ranh giới của thế giới sao nè. thôi 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 không lọt dưới đâu, lọt dưới là rớt xuống địa voi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ khám phá tiếp tục cái khu vực đồng bằng này. Đây 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 là bò siêu hiếm. Mình có lúa không? Mình không có lúa rồi. Nhưng giờ thì mình sẽ thử giết hai con nhá. Giết thử nè. Giết thử nè. Hả? Nè 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 táo vàng thiệt nè. Wow, rớt ra táo vàng luôn. Rồi, giết thêm một con bò nữa. Tiêu diệt thôi. Và con này thì rơi ra mình một táo vàng và một ít cái bò bít tết nè. Nhặt cái bò bít tết vô. Được một cái cũng là một bữa ăn rồi đó. Rồi, đi tiếp thôi. Ui, Creeper. Hello Creeper. Hello Creeper. Rồi. Ui ui, Ender Golem. Ender Golem hả? Ui một hit của mình tới hai mấy ba mấy máu lận. Wow, giờ mình mạnh quá. À mà khoan, chưa mạnh đâu, chưa mạnh đâu. Mấy con quái nó vẫn có thể giết mình được tại vì giáp mình còn hơi yếu. Vũ khí mình tạm gọi là mạnh thôi chứ còn áo giáp yếu lắm. Ui. Ở đây có con gà nè. À không, cái này là giống như cái một cái hộp gà gì đó. Hộp gà KFC các bạn. Keralis. Ủa hình như đây là một YouTuber đúng không ta? Nếu mình nhớ không lầm đây là một YouTuber thì phải. Ở bên trong nhà này coi có gì không? Có tiền. Ồ, thịt gà mà có khía cạnh của lửa luôn. Thịt gà xịn các bạn ơi. Thôi mình sẽ lấy thêm một ít thịt gà ăn đi. Keralis chết cành ha. Ok, lấy luôn. Rồi, rừng này lại là thịt gà. Ui tính ra nhiều thịt gà lắm luôn á. Ôi hình như YouTuber này thích ăn thịt gà rồi. Quá trời thịt gà để mình ăn nè. Mình sẽ lấy khoảng gần 2 stack đi và một ít xác nữa. Rồi, còn như để lại cho anh này ăn chứ không thôi mình lấy hết thì ảnh ăn cái gì. Giờ thì mình sẽ biến ui biến thành con bướm mới đúng. Biến thành con bướm nè, rồi đi tiếp thôi. Ui đằng này lại có một cái kim tự tháp nữa. Nhưng không biết mình đi vô nó có bị giật lag nữa không ta. Để mình đi thử nhá. Một đoạn rồi nếu giật lag thì đi ra thôi. Bên này thì không có bị các bạn ơi. Nhưng mà cái tòa tháp hồi nãy thì lại bị. Ô, Shizuma nè, đây cũng là một YouTuber nữa nè. Ok, để coi coi trong nhà của YouTuber này sẽ có cái gì.
Gỗ. Slab bone. Wow. Đủ các loại luôn á. Wow. Giàu rồi. Ui giàu thiệt rồi các bạn ơi. Quá trời kim cương luôn nè. Ui. Hay quá hay quá. Và coi coi còn rừng nào chứa cái quặng quặng khoáng sản khác không nhá. Ui giàu thiệt rồi, giàu thiệt rồi. chỉ có cái quặng ui redstone nè. Ngoài redstone ra còn cái quặng gì không? Chắc bây giờ mình sẽ làm dấu chỗ này quá. Nếu mà mình cần kim cương á thì mình sẽ ghé qua nhà của YouTuber này để mình xin một ít kim cương về để chế tạo nha các bạn. Nhiều kim cương vậy chắc YouTuber đã xài không hết đâu. hay nha. Được á, được á. Còn giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đi khám phá thôi. Đi một đoạn thì mình lại gặp một cái tòa tháp nữa rồi nè. Không biết cái tòa tháp này có giống tòa tháp hồi nãy không nữa. Để mình nghiêng nghéo qua coi, nếu giống thì mình sẽ không đánh nữa đâu. Ui có vẻ giống rồi, giống thì không đánh nữa. Ở đây có mấy cái con gì bay bay nè. Để coi coi nó có 10 máu hả. Ui hang kiến nè. Cái này hang kiến đúng không hay là hang của cái con bọ bay đó. Hình như là hang của con bọ bay hay sao á. Và đây là vùng đầm lầy. Ui cái gì đấy. Ồ lại có rương mình. Ui nhưng mà có mấy con quái xung quanh. Ui 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 con này dính lửa. Mấy con đó hung dữ quá. Thôi 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 mấy con hung dữ vậy thì không nên là gần đâu. Giờ mình còn yếu lắm. Với lại có ba trái tim mà nhào vô nó bắn một cái là chết tươi luôn á. Rồi giờ thì khám phá trên cái ngọn núi này. Mà nhìn cái hang này có vẻ hấp dẫn với ta. Đi mai thì mình sẽ có một dịp khác để đi riêng nha. Còn giờ thì tập trung vào việc khám phá xung quanh, tìm kiếm những thứ mạnh mẽ trước các bạn ơi. Có vẻ đây là một cái vùng núi có rất là nhiều sỏi nè. Thỉnh thoảng thì mình gặp những cái vùng đồi núi mà có rất là nhiều sỏi như vậy mà không biết cách nào để có thể đào hết được. Và bên đây lại là một cái tòa thành như vậy nữa. Sao đây lại có nhiều mấy cái tòa thành như vậy ta? Trong khi bên trong thì không có đồ gì quý giá hết nên mình sẽ không vào đánh nữa đâu. Và trên đây thì cũng có một cái lucky block để mình đập thử nha. Rồi đập ra coi. Ui TNT. Ui may mà nghe không thôi là pha nãy là bị nổ chết rồi. Và đây là cái chỗ gì mà kim cương. Ui giàu to rồi các bạn ơi. Giờ tụi mình sẽ lấy cái cúp ra đào nhá. Ây da, đào rất là khó luôn nha. Ui lấy được cái quặng luôn. Tại vì cây cúp emerald á nó có cái dòng mềm mại sẵn các bạn ơi, nên đào là ra quặng luôn ấy. Rồi đào thêm cái chỗ này nữa. Đi khám phá mà cũng được kim cương nữa chứ. Thì cứu mèo. Rồi được ba quặng rồi nè. Ui đây còn nữa. Ô nhiều lắm luôn á. Vậy là mình phải gắn tìm mấy chỗ này nè để khai thác kim cương dễ hơn mà không cần đào sâu xuống dưới lòng đất. Ui cái này cái gì đây. Đồng tiền khoán nè. Ủa cái này dùng để làm gì. Mình nhặt được không. Chưa để mình thử nhặt thử các bạn ơi. Ủa hay là cái này mình phải tự lấy. Ồ cái này hình như là một cái quảng cáo hay sao. Ui anh này làm gì bị quánh vậy. Chỗ này nhiều cái kỳ lạ thiệt á. Nãy giờ mình đi. Ui mình đi xa nhà lắm rồi. Nhưng mà không sao đâu. Lỡ khám phá rồi đi khám phá một chuyến thiệt là xa luôn. Còn cái gì tele về nhà cũng được. Và bên đây lại có mấy con bọ này để mình thử tiêu diệt con bọ này. Có gì mình còn biến nó nữa các bạn ơi. Mấy con nhỏ nhỏ này thấy dữ chí tiện lắm luôn á. Ui nó mới đánh rắm kìa. Ui chết. Chết rồi bị buồn nôn rồi. Ui con đó đánh rắm một phát một mình bị buồn nôn luôn chứ. Ui con đó không biết ăn gì nữa mà. Ui lỡ chơi dại rồi. Vậy là cẩn thận mới được, không nên đánh mấy cái con bọ nhiều nãy nữa để không thôi bị buồn nôn á. Ồ, đây là một con tòa tháp nữa. Được, 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 chiến đấu luôn. Rồi, đáp xuống và chiến đấu nào. Vũ khí. Ây du, ây du. Ui, cái này là thứ dữ rồi, ba đầu thể luôn. Phù thủy xung bay nè, một hit. Phù thủy thì cũng phải một hit thôi à. Phù thủy, ấy da. Phù thủy này khá là mạnh á. Phù thủy nè, phù thủy hả. Ôi ôi nhưng mà tên này có vẻ khá là ồn, mình sẽ tiêu diệt trước. Mấy tên làm ồn là phải tiêu diệt các bạn ơi. Ui 200 máu chứ vậy.
Ồ, 200 máu luôn. 200 máu, 200 máu này. Tiêu diệt ngần người luôn. Ui chết rồi, mình đánh rớt dưới rồi. Ui mình đánh bà ta rớt dưới rồi. Không sao, xíu mình sẽ chui xuống dưới để đánh sau. À, đây lại một cái dungeon nữa. Được, nhào vô khám phá luôn. Giờ tụi mình cần phải thắp đuốc lên trước cái đã. Rồi, chiến đấu nào. Và cái này nó đi theo hướng cầu thang các bạn ơi, nên khá là dễ á. Rồi, tiêu diệt. Ui, tên này nhanh vậy. Ui, chạy băng băng lên mình luôn chứ. Tên nó sung thiệt á. Rồi, tiếp tục nào. Ở đây có cái spawner của con gì nữa nè. Có mấy cái tên zombie. À, spawner hả? Mình sẽ không để yên đâu. Ui mà đau quá, đau quá, đau quá. Ai vô, ai vô. Ăn táo vàng vô. Rồi, ăn táo vàng rồi, giờ mình sẽ lấy kiếm và tiếp tục chiến đấu thôi. Ở đây, ở đây. Ui, lần đầu mình thấy zombie mà cầm cung luôn á. Ui lạ thiệt, đó giờ thấy skeleton cầm cung thôi chứ chưa thấy zombie cầm cung luôn. Và trong gương này cho mình áo giáp kim cương hả? Một cái kiếm đồ sắt. Mình sẽ lấy tạm đi rồi có gì mình sẽ thay sau nhá. Còn giờ thì kiểm tra cái gương này có đuốc. Tốt tốt. Bắn bấy vách tường luôn kìa. Mấy cái tên này thì tình á. Bắn ở dưới không bắn, bắn lên vách tường làm gì không biết nữa. Rồi giờ đi tiếp xuống dưới thôi. Hướng này có vẻ clear rồi đó. Ui làm sao mình rớt dưới là mình sẽ bám vô tường liền các bạn ơi. Rồi. Ấy da. Ui chết rồi, mình rớt sâu quá. Ui đông vậy, đông vậy. Ui có con nhện nữa. Con nhện này, con nhện to này. Chết rồi, mình lạc vô. Ui là cái tên cầm gậy kim cương. Ủa gậy trái tim. Biết ngay mà, nghe cái tiếng đó là thế nào cũng có mấy tên cầm gậy trái tim à. Rồi tiêu diệt. Ui đông vậy, đông vậy, đông vậy. Đông không đập được cái spawner luôn á. Ui hình như ai đang tàng hình đánh mình hay sao nè. Đó đó đó. Ui đúng rồi, hình như có ai đang tàng hình và đuổi theo để đánh mình á. Vậy thì nguy hiểm rồi. Hả? Vậy là tới tầng cuối rồi. Tầng cuối nhưng mà quái nó yếu quá. Ui kim cương nè. Wow kim cương. Rồi lấy kim cương thôi. Vứt thuốc súng, lúa mì. Đó, có được những viên kim cương đầu tiên. Ủa nhưng mà cái bào phù thủy nãy mình quấn. À đây 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 đây. Ủa không, cái này là tên zombie thôi. Ui, con gì á. Ui, mình bị một con bọ gì đó tấn công. Ui, mình bị một con bọ gì đó tấn công các bạn ơi. Và giờ mình có thể biến rồi. Rồi, biến thành con này. Để coi coi mình có bị tụt trái tim không nhá. Giờ mình có thể bay rồi nè. Hả? Ủa hình như mình biến thành con này nó hết quánh mình rồi nè. Kiểu như nó biết mình. Ui ui không không, nó vẫn quánh mình. Quánh mình thì mình quánh lại thôi. 120 máu hả? 120 máu thì cũng giết thôi. Chịu thua đi. Nó rơi ra quá trời tiền luôn. Và kim cương ở đây nữa nè. Đem xuống đây mình nhặt mới được. Rồi giờ có vẻ mình khá là cao luôn á. Đứng trên cao quá trời nè. Bị kẹt luôn, cao tới mức mà đi vô đây không được luôn á. Và tìm cái bà phù thủy để tiêu diệt coi. Chắc là bà đi spoil mất tiêu rồi. Tiếc ghê, nhưng mà giờ mình đã có thể biến thành một cái con quái vật khác có thể bay nhưng mà giữ nguyên được lượng máu nè. Vậy thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Kiểm tra cái rương này coi. Ui một cái ủng kim cương. Ngọc Ender mình sẽ lấy luôn. Rồi lấy hai thứ này và chắc bây giờ thì mình sẽ bay tèn tèn về nhà cũng như là dọn dẹp đồ lấy cái nha các bạn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đánh chiếm được hai cái tòa thành cũng như là đi khám phá xung quanh một xíu, và đặc biệt hơn mình tìm được nhà của một YouTuber có rất là nhiều khoáng sản ở bên trong cũng như là những cái vật liệu khác ấy. Khi nào mình cần thì mình sẽ trở lại đó để xin một ít về sử dụng nhá. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục công việc khám phá của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.